Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu các bạn một công trình thực tế mái kính bằng sắt mỹ thuật được một gia chủ ở tại Ninh Bình đã sử dụng cho khu vực gara ô tô che mưa che nắng. Hình thức rất là đơn giản, trông rất là đẹp. Các bạn xây nhà thì có thể tham khảo kiểu mái kính như thế này và hãy gọi đến số điện thoại trên để được tư vấn một cách tốt nhất.